Nghiên cứu của UNDP cho thấy chỉ số phát triển con người HDI của Gaza, thước đo thành tựu trung bình trong các khía cạnh quan trọng của phát triển con người, dự kiến sẽ giảm xuống mức ước tính của năm 1955. UNDP cho rằng điều này tương đương xóa bỏ hơn 69 năm tiến bộ. Gaza đã tụt hạng về chỉ số phát triển con người của 69 năm trước. Nhà nước Palestine nói chung đã tụt hạng 24 năm trước. Mọi thành tựu phát triển trong 24 năm đã biến mất. Đó là lý do tại sao khi chúng ta nghĩ đến việc phục hồi ở Gaza, không chỉ là xây dựng lại một số tòa nhà, bất chấp quy mô lớn của nhiệm vụ, vấn đề là tái phát triển hoàn toàn để lấy lại những thứ chúng ta đã mất trong cuộc chiến tàn khốc này. Cũng theo nghiên cứu, tỷ lệ đói nghèo khắp các vùng lãnh thổ Palestine sẽ gần như tăng gấp đôi trong năm nay, lên tới 74,3%. Tổng cộng, 4,1 triệu người hiện được coi là sống trong nghèo đói trên khắp các vùng lãnh thổ Palestine, bao gồm dải Gaza và bờ Tây, với 2,61 triệu người mới rơi vào cảnh nghèo đói chỉ trong năm qua. Liên Hợp Quốc cảnh báo nền kinh tế của Gaza đã bị phá hủy hoàn toàn bởi cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua giữa Israel và Hamas và sẽ mất 350 năm để phục hồi về mức trước xung đột. Theo báo cáo về chi phí kinh tế của cuộc chiến do Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển thiết lập, cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã tàn phá những gì còn sót lại của nền kinh tế và cơ sở hạ tầng ở Gaza. Báo cáo đã được trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng trước, cho biết hoạt động kinh tế ở Gaza vốn đã suy yếu trước xung đột, đã bị đình trệ, ngoại trừ các dịch vụ y tế và thực phẩm nhân đạo tối thiểu được cung cấp trong điều kiện thiếu nước, nhiên liệu và điện nghiêm trọng, hạn chế đáng kể khả năng tiếp cận của người dân. Tốc độ tăng trưởng xây dựng cũng giảm 96%, sản lượng nông nghiệp giảm 93%, sản xuất giảm 92% và sản lượng ngành dịch vụ giảm 76%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng tới 81,7% trong quý đầu tiên của năm 2024 và có khả năng sẽ trở nên tồi tệ hơn hoặc kéo dài trong bối cảnh hoạt động quân sự vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Báo cáo cho biết, cuộc xung đột hiện nay ở Gaza diễn ra sau giai đoạn năm 2007 đến 2022, khi nền kinh tế của Gaza vốn đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do những hạn chế mà Israel áp đặt. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, doanh thu bị mất do các hạn chế và hoạt động quân sự là rất khủng khiếp. Theo ước tính kỹ lưỡng được mô tả trong báo cáo hiện tại, nếu không có những hạn chế đó, ước tính đến cuối năm 2023, GDP của Gaza sẽ cao hơn trung bình 77,6% so với mức thực tế. Trong 3 quý đầu năm 2023, trước khi xung đột nổ ra, nền kinh tế Gaza đã suy thoái với tốc độ hàng năm khoảng 3%. Nền kinh tế suy thoái 22,6% trong năm 2023 nói chung, trong đó 90% mức giảm này xảy ra trong quý 4. Liên quan đến một điểm nóng xung đột khác, Liên Hợp Quốc cho biết cuộc chiến giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah dự kiến sẽ xóa sổ 9% tài sản quốc gia của Liban tính theo tổng sản phẩm quốc nội GDP, với quy mô của các cuộc giao tranh và hậu quả kinh tế sẽ vượt qua cuộc xung đột gần đây nhất vào năm 2006. Đánh giá nhanh của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP về tác động của cuộc xung đột đối với GDP của Liban được công bố một ngày trước hội nghị thượng đỉnh do Pháp tổ chức nhằm giúp huy động sự hỗ trợ quốc tế cho Liban. UNDP dự kiến cuộc xung đột sẽ kéo dài đến cuối năm 2024, khiến nhu cầu tài chính của Liban sẽ tăng 30%. Báo cáo cho biết GDP dự kiến sẽ giảm 9,2% so với kịch bản không có chiến tranh, cho thấy hoạt động kinh tế sẽ suy giảm đáng kể do hậu quả trực tiếp của cuộc xung đột. Theo UNDP, ngay cả khi chiến tranh kết thúc vào năm 2024, hậu quả vẫn sẽ kéo dài trong nhiều năm, với GDP có khả năng giảm 2,28% vào năm 2025 và 2,43% vào năm 2026. Liban đã phải chịu đựng cuộc suy thoái kinh tế kéo dài 4 năm và một cuộc khủng hoảng chính trị khi Hezbollah tấn công Israel vào năm ngoái để ủng hộ đồng minh Hamas. Vào cuối tháng 9, Israel đã tăng cường các cuộc ném bom trên khắp Liban và không kích thường xuyên vào các vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, các thành phố lớn ở miền nam Liban và một số khu vực ở phía đông thung lũng Beka, bao gồm cả biên giới với Syria. UNDP cho biết thiệt hại về cơ sở hạ tầng vật chất, nhà ở và năng lực sản xuất có thể sẽ gần bằng mức ước tính cho cuộc chiến năm 2006 là từ 2,5 tỷ đến 3,6 tỷ đô la Mỹ. Nhưng cơ quan này cảnh báo về thiệt hại chung lớn hơn cho Liban. Quy mô của hoạt động quân sự, bối cảnh địa chính trị, tác động nhân đạo và hậu quả kinh tế vào năm 2024 dự kiến sẽ lớn hơn nhiều so với năm 2006. Dự báo tổn thất của nền kinh tế Liban sẽ lên tới 7,2% GDP chỉ trong 3 tháng qua. Tổn thất này ở Liban cũng sẽ tác động đến nền kinh tế Syria với mức tổn thất là 4,7%.
Những tổn thất này không tính đến sự phá hủy vật chất của sự tàn phá nhà cửa và các cấu trúc kinh tế ở Liban. Những tổn thất này chỉ là kết quả của sự thu hẹp hoạt động kinh tế ở Liban, bao gồm thương mại, du lịch, sản xuất. Nếu tính đến việc các công trình, nhà cửa bị tàn phá, thì tổn thất GDP có thể lên tới 9%. Báo cáo của UNDP cũng nhận định, việc đóng cửa khẩu biên giới quan trọng đối với thương mại sẽ khiến các hoạt động thương mại giảm 21% và dự kiến sẽ xảy ra tình trạng mất việc làm trong các ngành du lịch, nông nghiệp và xây dựng. UNDP nhấn mạnh việc tăng cường viện trợ quốc tế sẽ rất cần thiết cho quá trình phục hồi bền vững ở Liban, không chỉ để giải quyết nhu cầu nhân đạo gia tăng mà còn để ngăn chặn hậu quả xã hội và kinh tế lâu dài của cuộc xung đột. Bộ trưởng phụ trách ứng phó khủng hoảng của Liban cho biết, nước này cần 250 triệu đô la mỗi tháng để giúp đỡ hơn 1,2 triệu người phải di rời do các cuộc không kích của Israel. Bộ trưởng Kinh tế Liban Amin Salam cho biết, cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đã khiến nước này thiệt hại 20 tỷ đô la Mỹ và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên. Ông Amin Salam cho biết, xung đột đã khiến ngành du lịch và nông nghiệp gần như không hoạt động, đồng thời gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng và gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. Cùng với đó là hơn 20% trong tổng số 5,5 triệu người dân Liban phải di rời. Ông Amin Salam cho rằng, ngay cả khi có lệnh ngừng bắn ngay lập tức, Liban cũng sẽ mất ít nhất 3 đến 5 năm để phục hồi sau thiệt hại, đồng thời lo ngại về nguy cơ gia tăng bất ổn xã hội tại quốc gia này. Liban đã phải chịu đựng một cuộc nội chiến tàn khốc từ năm 1975 đến năm 1990. Nền kinh tế của quốc gia Trung Đông này cũng lâm vào khủng hoảng trong nhiều năm khi vỡ nợ hàng tỷ đô la Mỹ trái phiếu quốc tế, và hiện lạm phát đang ở mức 35%. Nhìn chung, tình hình kinh tế rất tệ và chúng ta sẽ chứng kiến sự sụp đổ, thậm chí còn lớn hơn nữa, vì ngay lúc này không có sự lạc quan nào rằng tình hình sẽ được cải thiện. Trong tình cảnh kinh tế suy thoái này, mọi người đang phải vật lộn để đảm bảo mức sống tối thiểu của họ. Hội nghị quốc tế về Liban do Pháp tổ chức tại thủ đô Paris mới đây đã kêu gọi quyên góp được 1 tỷ đô la Mỹ viện trợ nhân đạo và hỗ trợ quân sự để giúp Liban khắc phục cuộc khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng do xung đột giữa lực lượng Hezbollah ở nước này và Israel. Các quốc gia cam kết đóng góp nhiều nhất là Mỹ với 300 triệu đô la Mỹ, tiếp đó là nước chủ nhà Pháp với 100 triệu euro, tương đương 108 triệu đô la Mỹ, và Đức với 96 triệu euro, tương đương 103 triệu đô la Mỹ. Về phía Israel, việc phải đương đầu với cuộc chiến ngày càng lan rộng trên nhiều mặt trận đã đẩy nền kinh tế nước này vào tình thế khó khăn. Ngành công nghệ, nông nghiệp, xây dựng, du lịch của Israel đều bị kéo tụt vì cuộc chiến được đánh giá kéo dài và tốn kém nhất lịch sử nước này. Theo giới quan sát, một khi xung đột lan rộng, chi phí kinh tế cũng sẽ tăng vọt đối với Israel. Một năm sau cuộc tấn công bất ngờ của nhóm vũ trang Hamas vào Israel, quốc gia này đang cùng lúc triển khai chiến dịch trên bộ chống lực lượng Hezbollah ở Liban, không kích giải Gaza và Beirut và có màn trả đũa qua lại với Iran. Khi xung đột lan rộng ra khu vực, thiệt hại kinh tế cũng sẽ tăng lên cả với Israel và các quốc gia khác ở Trung Đông. Kinh tế Israel có thể còn giảm mạnh hơn thế nếu theo kịch bản tệ nhất của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia thuộc Đại học Tel Aviv. Kể cả trong kịch bản nhẹ nhàng hơn, GDP nước này cũng giảm do dân số đang tăng nhanh và mức sống đi xuống. Một số nhà kinh tế hàng đầu cho rằng lệnh ngừng bắn là cách tốt nhất để ngăn chặn thiệt hại. Nền kinh tế hiện đang chịu sự bất ổn rất lớn và điều này liên quan đến tình hình an ninh. Cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu, mức độ khốc liệt ra sao và liệu có tiếp tục leo thang? Năm ngoái, trước khi Hamas tấn công Israel, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo kinh tế Israel tăng trưởng 3,4%. Hiện tại, tốc độ này chỉ còn 1 cho đến 1,9%. IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng của nước này năm tới. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Israel lại không còn dư địa giảm lãi suất do lạm phát đang tăng tốc, lương nhân công tăng và chi tiêu chính phủ leo thang do chiến sự. Hồi tháng 5, cơ quan này ước tính chi phí phát sinh từ cuộc chiến sẽ lên tới 250 tỷ shekel, tương đương 66 tỷ đô la Mỹ cho đến hết năm sau. Trong đó gồm cả chi tiêu quân sự và dân sự như chi phí nhà ở cho hàng nghìn người Israel buộc phải rời bỏ nhà cửa. Con số này tương đương 12% GDP. Thâm hụt ngân sách của Israel đã tăng gấp đôi so với trước chiến sự, lên tương đương 8% GDP. Chi phí đi vay của họ sẽ còn tăng mạnh khi xếp hạng tín nhiệm của nước này bị cả Fitch, Moody's và S&P hạ bậc thời gian qua. Sự suy giảm dự kiến về tốc độ tăng trưởng so với dự báo kinh tế trước chiến tranh cùng với sự gia tăng chi tiêu quốc phòng có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ suy thoái kinh tế. Điều này có thể gợi nhớ đến thập kỷ mất mát sau chiến tranh Yom Kippur khi Israel phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và những cắt giảm lớn trong các lĩnh vực công cộng như giáo dục, y tế và phúc lợi.
Trong bối cảnh này, chính phủ Israel sẽ phải đưa ra các quyết định khó khăn về việc cắt giảm chi tiêu ở các bộ ngành không cần thiết và ưu tiên các khoản đầu tư chiến lược nhằm duy trì tăng trưởng và hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. Tuy nhiên, việc tăng thuế và thâm hụt có thể là điều khó tránh khỏi, dẫn đến những tác động tiêu cực đối với đời sống người dân và môi trường đầu tư. Về mặt xã hội, sự kéo dài của chiến tranh và căng thẳng trong nước sẽ tạo ra sự phân hóa sâu sắc trong xã hội Israel. Các cuộc biểu tình và bất đồng về chiến lược quân sự và chính trị sẽ tiếp tục gia tăng, làm suy yếu khả năng đoàn kết quốc gia. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và niềm tin của người dân, làm tăng xu hướng di cư ra nước ngoài và gây thất thoát nguồn lực con người quan trọng cho nền kinh tế. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng mạnh tại khu vực Trung Đông, các nhà phân tích cảnh báo hậu quả kinh tế của kịch bản xung đột lan rộng là rất nghiêm trọng và nếu các bên không kiềm chế khiến một cuộc chiến tranh toàn diện nổ ra, bức tranh kinh tế của các quốc gia trong khu vực cũng được dự báo sẽ là một màu xám u ám. Hậu quả mà một cuộc chiến tranh toàn diện để lại sẽ không giới hạn ở lãnh thổ của một quốc gia. Chiến sự leo thang sẽ kéo theo những tổn thất gia tăng với nền kinh tế của tất cả quốc gia trong khu vực. Bản tin Nhìn ra thế giới hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.